Nếu như mà nó cho quay á thì tất nhiên sẽ quay lại. You're lucky to see him out like this. Normally he's just sort of hidden away. Oh really? Yeah, yeah. Well, he did because she said, I wish he... Con cá này đó á, con cá đó á là alligator gar. Okay. Mấy con cá này á, needle nose gar. Oh. Needle nose là cái giống như cái mũi nó giống như cái kim á. Oh. Còn mấy con cá này nhìn giống như cá sấu nè. Con đó, nó là alligator gar. Oh. The water temperature is between 66 and 67. Are these African penguins? I don't know. Because you don't ask them. Make their homes along the coasts of South Africa and Namibia. Here at Georgia Aquarium,
bằng nó kêu bằng cái loại sea dragon, giống như rồng dưới biển á. Nhìn nó đẹp ha. Giống như con rồng vậy á. Này. Giống con rồng quá nè. Các người này kêu bằng Weedy Sea Dragon. That's a Weedy Sea Dragon. Mấy con này mới kêu bằng mấy con này starfish ấy. Cái biển không biết kêu gì nữa. Sao biển. Mình tưởng là cá nữa sao? No, sao biển. Which one? The... I didn't feel it. And that part.